second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Anywhere, anytime, I would do.
có bạn Ngọc bạn bị ngã. Dạ. Ok, em thông cảm cho anh. Thì đấy là một cái niềm cảm hứng ở trong cái bài thơ này. Chơi vui sống khỏe, chúng ta trong lòng chơi vui sống khỏe.